Nếu ta đã chọn con đường tu Phật rồi thì đừng bao giờ tính đến chuyện hơn thua. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Tỉnh giác ta phải hành trì để ta nhận diện những gì khổ đau. Thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp cùng nhau tu hành. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Có không còn mất chẳng bằng lòng đó. Yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông. Mở rộng tâm ra lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống thông dong.